Bạch Phương Nam là một kỷ niệm đẹp trong đời làm phim của tôi. Đã hơn 25 năm trôi qua, và bây giờ tôi rất vui khi câu chuyện sống lại trong dự án làm phim Đất Rừng Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Xin chào các cô chú, hôm nay con đến đây để cast vai bé xanh. Con xin chào các cô chú, con đến đây để cast vai bé con. Con chào các cô chú, con tới đây để cast vai bé xinh. Bắt đầu đi con. Dạ. Chúng tôi đang tìm những tài năng cho các vai diễn mà đã từng trở thành bất hủ trên truyền hình để tham gia tuyển chọn. Ngoài việc thử vai trực tiếp thì các bạn có thể quay video tại nhà và gửi cho chúng tôi. Xin chào cô chú, hôm nay con quay video này, con đóng vai bé An. Tôi rất mong bộ phim ra rạp vì không biết vai bé An sẽ trông như thế nào. Ông bà bắt rắn. Ông không biết ai sẽ đóng thay vai ông. Dạ, mời ông vào rạp. Đi. Hãy tham gia thử vai cho phim Đất Rừng Phương Nam ngay hôm nay để trở thành An Cò Sinh thế hệ mới. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra được những màu sắc thú vị, mới mẻ cho dự án lần này. Xem thể lệ chi tiết ở các trang và kênh chính thức của phim Đất Rừng Phương Nam đang chờ các bạn. Quay ngay!